Dạ chào chú, con là nhân viên công ty cổ phần Lâm Dược Việt Nam. Thì vừa qua bên con có cho mở chỗ chú đó là sản phẩm Coco để phòng trừ lên lớp hạt và khả năng vô gạo hạt cậy đối với lúa giai đoạn đỏ đuôi. Thì con xin chú giới thiệu về là mình địa chỉ ở đâu và mình tên gì ạ? Tôi tên Lương Trân Công ở là xã Vĩnh Trung, ấp Thạnh An. Dạ thì vừa qua chú sử dụng sản phẩm Coco này thì chú sử dụng là bao nhiêu là thời gian là bao nhiêu ngày với bao nhiêu giai đoạn ạ? Thì nói chung thì tôi có dùng là nó là cái đoạn sau này là cách 15 ngày tới là cái đoạn vừa rồi tôi cắt đó, của cái cử mà còn hai cử đó là cách 15 ngày, cử sau này là tôi xịt còn có 12 ngày nữa là tôi cắt đó, là hai đoạn sau là tôi xịt là thấy đã đạt quá quá đạt yêu cầu rồi. Cái chai thuốc này nói chung là năm công đó mà tôi xịt chai đó, mà một bình thuốc thì nó 20 ml là năm công tôi xịt chai, năm công tôi xịt dây. Dạ. Rồi với lại chú thấy khả năng nó phòng trừ lên lớp hạt như thế nào so với Thì thấy nó các đạt loại hết đó, thuốc cùng dòng vụ trước chú xài? thì nó đạt kiểu yêu cầu hơn, mà tôi nói chung là xung quanh này thì anh em ta xài khác thuốc hơn là tôi thấy nó không đạt bằng của tôi đó, Dạ. không, cái đó là tôi thấy rõ rệt luôn. Dạ. Rồi chú thấy khả năng vô gạo hạt cậy nó như thế nào, nó Vô vô rồi, có đạt theo yêu cầu của mình đạt không? rồi nè, bắt đầu nó vô sát luôn rồi nè, nó no lên luôn nè. Chứ nói như chung là cái mà trúng thắt thì vô nó cái vô cậy mới được à, chứ không vô cậy là nó không đạt đâu à. Còn này tôi thấy là nó đạt yêu cầu luôn, vô cậy sát luôn rồi đó. Dạ. Rồi chú đánh giá theo cái vàng lá đài mình mà gần thu hoạch như thế này thì có đạt không chú? Đạt, nó quá vừa rồi, vậy là nó vừa luôn, vừa tới ngày cắt luôn. Dạ. Thì lúa mình khoảng khoảng bao nhiêu ngày nữa cắt Còn 4 ngày nữa chú cắt hai? rồi. 4 ngày nữa cắt rồi, vậy là nó vừa rồi. Bây giờ nó vô đã đạt đạt nó hồng hồng hết rồi nè. 4 Dạ. ngày nữa là nó chín rồi, là nó Dạ. vừa cắt rồi. Dạ. Mình Thì làm mình phải tranh thủ rồi mình làm cho nó đúng theo cái thời vụ của mình, trong cái ngày cắt của mình ha, hoặc là trong cái thời gian mình xịt này kia, mình mà nói ngay cái thuốc này nó theo tôi nghĩ là theo mình kéo dài hơi xa, mà thôi mình làm cho nó đúng đi cho nó mới phù hợp, chứ tôi thấy tôi xịt này nó đạt quá, nhiều khi tôi muốn bỏ cử luôn, nó đạt quá đi tôi muốn bỏ cử luôn dạ vì thấy nó đạt rồi, dạ mà có cái là mình mới đưa vô mới được. thì tầm 4 ngày nữa cắt thì chú đánh giá khả năng năng suất của mình là khoảng bao nhiêu ký trên một công tầm cắt mình? Ừ, nó ngay thì theo tôi nhìn đó, cái tầm nhìn mà lúa tôi có vụ mấy vụ rồi đó là nó cũng tấn, có vụ 1 tấn 3, mà tôi thấy cái vụ mà 1 tấn 3 đó là nói chung cái vàng lúa 1 tấn 3 đó vừa rồi công cắt á, công 12 đó là nói chung nó không bằng cái vàng lúa này à. Không có sao là tôi nói vậy, bởi vì tôi thấy cái sản phẩm này nó ra là nó đạt hơn cái mấy sản phẩm vừa rồi, Dạ. còn tôi thấy nó quá đại yêu cầu đi là như vậy đó, bị cái vàng vừa rồi tôi nhìn thấy nó khác, bị mình mang lúa hàng ngày là mình nhìn mình biết rồi, nó vậy Dạ, đó. dạ. Vậy thế là vụ sau chú còn khả năng là tiếp tục dùng sản phẩm Dùng chứ, Coco 250 SC nữa bị nó phù hợp mà, nó phù hợp mới dùng chứ không dùng sao được. Có Dạ. cái nào mà làm ăn là phải phù hợp làm dùng nó hoài vậy đó, Dạ. bị cái này đã yêu cầu cho mình mà. Dạ. Rồi, về bên con cũng xin cảm ơn chú hai cũng cho đánh giá ý kiến về độ hiệu quả của sản phẩm Coco 250 SC bên công ty cổ phần Lâm Dược Việt Nam ạ. Dạ, Thì con tôi xin cũng cảm thấy ơn. vậy đó, thì cái sản phẩm này nó đã yêu cầu thì anh em cũng là dùng sản phẩm này tôi thấy là đạt rồi đó. Bởi vì Dạ. tôi làm lúa 5 năm cũng lâu năm rồi, Dạ. tôi theo dõi thuốc này thuốc kia thì Dạ. thấy thuốc này đã đạt thì anh em cũng cùng dùng thuốc này là đã đạt. Dạ, sản phẩm gì chú hai? Coco Dạ. Rồi thì con thấy sản phẩm này nó đạt thì mình dùng hoài chứ sao vậy, Dạ, rồi con xin cảm ơn chú chúng hai. mình cũng tìm hiểu lâu năm rồi, thuốc này thuốc kia thì mình thấy cái nào nó thích hợp mình làm, Dạ, rồi đạt với cậu mình làm chứ bỏ là sao làm được. Dạ, rồi cảm ơn chú hai đã ủng hộ sản phẩm bên công ty nông dược Việt Nam ạ.